tiêu cực đăng kiểm. 3 tháng qua, hàng trăm lãnh đạo, đăng kiểm viên bị khởi tố, vướng vòng lao lý. Nhiều trung tâm đăng kiểm, cửa đóng, then cài. Kiểm định xe ùn tắc. Người dân bức xúc, ngán ngẩm đăng kiểm phương tiện. Hệ lụy này bao giờ hết? Đây chính là những diễn biến khởi đầu cho hàng loạt các lãnh đạo đăng kiểm viên bị khởi tố, vướng vào vòng lao lý khi cơ quan cảnh sát điều tra khám xét hàng loạt trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trong khu vực phía Nam. Chỉ ít ngày sau, phòng VA thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cũng bị khám xét và người đứng đầu ngành này bị khởi tố. Vụ việc đã được cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin. Tổng cộng đến nay thì đã tiến hành là khám xét đối với 12 trung tâm, trong đó có 5 trung tâm thuộc tỉnh và 7 trung tâm là của trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngoài cái việc mà điều tra làm rõ về các cái hành vi sai phạm diễn ra tại các cái trung tâm đăng kiểm thì cơ quan cảnh sát điều tra Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiến hành là điều tra làm rõ về cái trách nhiệm trong cái công tác quản lý nhà nước, thanh tra kiểm tra. Cao điểm của vụ việc này, trong sáng 10 tháng 1, cơ quan điều tra đã phong tỏa khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903S, số 3 Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trung tâm này có 2 dây chuyền kiểm định xe cơ giới và mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện qua lại đăng kiểm. Trước khi xảy ra vụ việc, lượng phương tiện kiểm định khá đông, gây ùn tắc kéo dài hàng trăm mét. Thực tế, sau khi nhiều trung tâm đăng kiểm bị đóng cửa, những trung tâm còn lại ở Hà Nội đều trong tình trạng quá tải phương tiện. Trong thời gian vừa qua ấy, thì tại đơn trung tâm của chúng tôi thì lượng xe cũng có tăng hơn trước. Thì về mặt bằng chung thì các lượng phương tiện đến thì những cái xe mà có thay đổi kết cấu hay về đèn các thứ thì cũng có tăng lên. Thì bên trung tâm chúng tôi cũng đã kiểm tra và thông báo kết quả cho khách hàng. Về chuyên môn đăng kiểm thì tôi cũng đưa ra một khuyến cáo là đối với các chủ phương tiện là nên bảo dưỡng định kỳ trước khi đưa xe đi đăng kiểm. Và mình chủ động như thế thì khi đưa xe vào đăng kiểm thì sẽ đỡ tốn được nhiều thời gian. Còn tại các địa phương lân cận Hà Nội như Bắc Ninh, Bắc Giang cũng trong tình trạng tương tự. Như tại Bắc Giang, sau khi trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9806D bị đóng cửa, lãnh đạo trung tâm cùng hàng loạt đăng kiểm viên bị khởi tố, một số đơn vị trên địa bàn đã xảy ra tình trạng quá tải. Phương tiện xếp thành hàng dài khiến một số chủ xe không khỏi ngán ngẩm. Hôm thì vào là bảo lỗi này, xong đến lúc bà con anh em đi sửa, xong đến lúc đánh xe quay vào thì lại đọc ra lỗi khác. Tại sao không nói luôn tổng thể lỗi một lần để cho bà con đi sửa một lần? Cứ đánh đi đánh lại rất chi là mất thời gian, mà xe của anh em là hết đăng kiểm bây giờ ra ngoài là giao thông rồi thanh tra, chẳng may đi là tuần bắt được là phạt anh em nhốt xe cho anh em của anh em chúng tôi đúng không? Theo phản ánh, sau khi siết lại hoạt động kiểm định, nhiều phương tiện đã không đạt chuẩn theo quy định. Có những trường hợp phải kiểm định tới lần thứ 3. Bây giờ hôm trước ấy, thì bảo là trục đứng và khí thải thì mình đi căn chỉnh khí thải với trục đứng, thì hôm nay thì lại bảo là xe nó lặng. Xe lặng thì là hết thuốc chữa rồi. Xác xe mình có thêm cái gì không? Không thêm cái gì, nhưng mà lặng thì là nó cũng phải lặng một vài tạ, xe thời xưa bao giờ nó cũng lặng. Một lần trước ấy thì là tôi vào tôi xếp hàng thì là đến hết giờ thì là các anh nghỉ. Hết giờ nghỉ thì đến 1 giờ chiều thì các anh nghỉ thì lại hẹn để hôm sau thì tôi lại bởi bận là phải đi làm. Thế làm thì lại phải xếp hàng từ chiều hôm qua, mà đến từ chiều hôm qua đến hôm nay xếp hàng đến bây giờ mà vẫn chưa vào đến nơi thì không biết là ngày hôm nay là có liệu có khám được xong không. Mà xe bây giờ bọn tôi là toàn là cái xe dài mà xe to, mà trong khi đó đi thì nó nhà thì nó xa. Covid vừa mới hết xong bây giờ lại quay sang bây giờ đi đăng kiểm, mà đăng kiểm là quanh quẩn đây bây giờ đã mất ngày thứ 3 rồi. Thế 3 ngày mà vẫn chưa đâu vào với đâu cả, mà cũng chưa biết là bây giờ khám nó như thế nào nữa.
tiêu cực trong đăng kiểm hiện đang gây ra nhiều hệ lụy. Nhiều lãnh đạo, đăng kiểm viên bị rơi vào vòng lao lý, còn nhiều trung tâm đăng kiểm phải cửa đóng, then cài như thế này. Để duy trì hoạt động kiểm định xe cơ giới cho các trung tâm đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phải huy động một lượng lớn các đăng kiểm viên cho các tỉnh, thành phố. Hệ lụy, nhiều trung tâm đăng kiểm bị thiếu đăng kiểm viên. Điển hình như tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 2904V có địa chỉ tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Gần 2 tháng qua, các đăng kiểm viên phải gồng mình làm việc với lý do phải điều chuyển tới 5 người vào làm việc ở phía Nam để tăng cường. Trong số trên thì đã có 2 người xin nghỉ việc. Đại diện lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2904V xác nhận hiện áp lực trong hoạt động đăng kiểm là rất lớn. 45 đến 50 xe một ngày, nó không bị tình trạng dồn ứ. Có cái là bây giờ khó khăn là chúng tôi bây giờ nhân lực là trong Tết là làm anh em cũng vất vả, nên là xin nghỉ cũng một số người đang thực hiện có một dây chuyền quyết định. Hay như tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2917D, địa chỉ tại quận Long Biên, Hà Nội, sau Tết cũng ghi nhận có tới 5 đăng kiểm viên xin nghỉ việc, trong đó có một phó giám đốc. Lãnh đạo trung tâm này cho biết sau Tết lượng phương tiện đăng kiểm giảm nên hiện không bị nhiều áp lực. Bắt đầu khai xuân thì đơn vị kiểm định lượng xe giảm đi khoảng độ 40%. Hiện tại thì cái lượng phương tiện chỉ đông so với những ngày đầu thôi. Thì đến ngày hôm nay thì cái lượng phương tiện đã giảm đi khá là nhiều. Như hôm nay thì đơn vị chúng tôi tính đến cuối ngày hôm nay thì lượng phương tiện đến đăng kiểm chỉ còn là 60 xe. Trước việc thiếu đăng kiểm viên, nhiều trung tâm đăng kiểm khuyến cáo chủ xe trước khi đưa phương tiện đi kiểm định cần bảo dưỡng, thay thế phụ tùng ở những gara uy tín, tránh tình trạng kiểm định 3 đến 4 lần vẫn phải đưa đi sửa chữa. Khi mà các chủ phương tiện người ta đưa xe đi đăng kiểm thì cũng đã tiến hành bảo dưỡng sửa chữa trước khi đi đăng kiểm, và lượng phương tiện cũng cái chất lượng của phương tiện cũng tăng lên đáng kể. Về cái xe mà có niên hạn 10 năm thì có thể là có những cái hư hỏng, ví dụ như là đèn hoặc là phanh hoặc là hệ thống gầm, hệ thống lái. Thì sau khi tiến hành kiểm tra thì đơn vị cũng đã thông báo kết quả cho chủ xe và chủ xe cũng đã đi bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục. Lượng xe như thế này vào một dây chuyền thì chúng tôi vẫn phải làm thêm giờ, vẫn phải tăng ca. Ví dụ chẳng hạn như bình thường 12 giờ nghỉ thì chúng tôi khoảng bây giờ nghỉ là phải 12 rưỡi, 1 giờ kém mới được xuống nghỉ, nghỉ trưa. Còn chiều thì khoảng 5 rưỡi là chúng tôi thấu kém mới được nghỉ. Thế là lúc đấy là lượng xe đã hết rồi. Thống kê từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, vào cuối tháng 1 năm 2022, cả nước đã có 33 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động tại 13 tỉnh, thành phố. Trong đó, 30 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an, một trung tâm đăng kiểm do vấn đề về nhân sự, một trung tâm đăng kiểm do không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, một trung tâm do đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ và một trung tâm do bị thu hồi đất. Còn trước đó, tại cuộc họp báo chính phủ hôm 3 tháng 1, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an xác nhận, ước tính có 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo cách làm luật. Khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường đã được cấp trái phép. Các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Vụ án tiêu cực của ngành đăng kiểm hiện đang gây ra rất nhiều hệ lụy xấu. Thậm chí người đứng đầu ngành đăng kiểm là ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra vào cận Tết Nguyên đán nên đã gây ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều trung tâm kiểm định đã xảy ra tình trạng quá tải. Xe đi đăng kiểm nối đuôi nhau, xếp thành hàng dài bất tận. Các chủ xe chờ đợi, ngóng trông. Theo phản ánh của một số chủ phương tiện, hiện hầu hết các trung tâm kiểm định xe cơ giới ở Hà Nội đều đã bị quá tải. Việc chờ đợi là không thể tránh khỏi. Ngày hôm nay mình đến thì mình cũng thấy nó đông, lượng xe rất là đông. Thì cũng đến mấy lần rồi nhưng mà hôm nay đông quá. Mấy lần nó không đông bằng hôm nay, nhưng mà hôm nay lại là cái đầu tuần mới đầu năm làm việc, cũng rất là đông, cũng chờ đợi. Mà vẫn phải cố gắng để chờ đợi.
vào khám. À, nó mất thời gian thôi ấy, anh ạ. Mất công việc. Đấy, mất cả một buổi sáng để đi ra đây, để ngồi chờ đến tiếng rưỡi đồng hồ để đi đăng kiểm đây, mất cả buổi sáng rồi. Em ngồi chờ tí nữa đây, bây giờ chắc đến vào đăng kiểm chắc phải đến 11 giờ mới được đăng kiểm mất. Chờ 2 giờ hay 3 giờ để kiểm định được một xe là câu chuyện đang khiến nhiều chủ phương tiện cảm thấy ngán ngẩm. Thậm chí có những chủ xe phải bỏ mất một buổi nhưng phương tiện vẫn chưa được kiểm định. Trong cái dịp đầu năm này thì cái việc kiểm định rất là đông và đợi cũng được khoảng 2-3 tiếng này, từ lúc 8 giờ đến giờ. Xe nhà xong chưa? Chưa xong, bây giờ mới đang xếp hàng. Thậm chí có những trung tâm đăng kiểm, phương tiện ùn tắc kéo dài hàng trăm mét. Nhiều lái xe cho biết dù đi từ khá sớm để đăng kiểm nhưng tới nơi phương tiện đã xếp thành hàng dài. Thực ra là bây giờ hiện nay thì xe rất là đông, nên là chính vì vậy là cái việc đăng kiểm bây giờ rất là có vấn đề, vì là nó đông quá. Cho nên là nhà nước có, Bộ Giao thông có cái biện pháp nào mà để cho người dân người ta đi đăng kiểm nó dễ dàng hơn. Sáng giờ một tiếng hồ đấy. Xe hết hạn đăng kiểm từ hôm 31 hôm nay mới đi được. Mỗi lần như thế này đi đăng kiểm mất bao thời gian, như hôm nay thế này là mất nguyên cả buổi sáng rồi. Có những trung tâm phương tiện tăng tới 200-300% so với thời gian trước. Điều đáng nói, những ngày cận Tết, nhiều trung tâm đăng kiểm bị đóng cửa, lãnh đạo bị khởi tố, tình trạng quá tải lại càng gia tăng hơn. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3301S do Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội quản lý, sau khi bị dừng hoạt động, những ngày qua luôn trong tình trạng vắng vẻ, u ám, cửa khóa chặt. Cách trung tâm này 400m là trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2930S. Ùn tắc giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông căng mình phân luồng. Ngay cửa trung tâm này, những hàng xe xếp thành hàng dài cả trăm mét. Nhiều chủ phương tiện đứng lố nhố chờ lấy số thứ tự, hẹn ngày được đăng kiểm xe. Thậm chí là đã có những phản ứng bức xúc. Anh bảo là bây giờ để giải quyết hết ngày 10 đến ngày 18 đúng không? Còn em trong kia còn được có đúng 8-9 cái xe. Thế thôi đúng không? Đúng 8-9 cái xe ở trong đấy. Còn những cái người nào đi vào sau thì em không biết. Nhưng bọn em là thực tế là bọn em chờ. Chờ xong rồi... Bây giờ còn độ 10 cái xe nữa, bọn tôi chưa có số ông. Bây giờ ông có mấy chiếc xe ưu tiên nhất nhá. Thế ông phải là ghi lại biển số xe, số điện thoại. Có những thời điểm cả chục con người kéo trực tiếp vào dây chuyền kiểm định xe, gây sức ép lên các đăng kiểm viên. Nhiều trường hợp yêu cầu gặp cả lãnh đạo trung tâm đăng kiểm. Điều đáng nói, ngay cả khi lực lượng công an xuất hiện, đám đông vẫn không muốn giải tán. Vẫn tiếp tục xếp hàng ở ngoài kia chờ liên tục luôn hay là để đến qua đêm, bởi vì thật sự ấy, đêm hôm qua em rất bức xúc luôn. Em bị phạt 3,5 triệu. Bởi vì em quá hạn 4 ngày, đi 4 trạm, 5 trạm rồi, 4-5 ngày hôm nay em phải xin nghỉ cả việc làm luôn, không thể làm được. Đến sáng nay bên gọi sang em bên Linh, bên cơ quan em bên đấy nhá, gọi sang bên đấy, bảo đang đăng kiểm đi, cũng không còn một slot nào đăng kiểm luôn. Mà bây giờ em đi ra ngoài đường là bị bắt. Đấy, em vừa để mặt đường ngay chỗ này luôn. Sau công an đuổi em phải ra xuống tận Pico dưới kia, em gửi tới Pico luôn. Rồi, em giải thích với anh là thực ra những cái trường hợp em rất là đồng cảm với anh đúng không? Mà tất cả nói thật với anh là bây giờ các trung tâm đăng kiểm ấy, người ta cũng làm đến gọi là đến cái ngưỡng cuối cùng rồi. Có những cái mà người ta cũng không thể nào mà giải quyết được tất cả những cái trường hợp đơn lẻ như các anh, đúng không anh? Không, em đang nói là tất cả không phải đơn lẻ. Đấy, tất cả nhá. Đấy là đang... Anh dùng từ đơn lẻ là anh dùng sai. Không, em đang nói về cái trường hợp riêng của anh để... Không, em đang nói tất cả. Bất cập ấy, thì cũng có bất cập và tốt cũng có tốt. Với những người già ấy, khi mà họ không biết sử dụng đến mạng internet thì là họ có thể là dùng được phát trực tiếp như thế này. Nhưng với những người trẻ, với cả như mình phải đi làm thì là nên phát trực tiếp online. Phát online mình đăng ký trên đấy, sau đó thì mình đến lấy số, mình vào làm luôn, nó tiện hơn. Xe của tôi thì hôm nay mới đến lượt, tại vì là xếp số từ hôm thứ năm. Thì khá là ở đây là do người dân các trạm đóng cửa nên là mọi người dồn hết vào đây, nên xảy ra tình trạng là đông và quá tải. Nên là khả năng ở đây bình thường người ta làm được 100 xe, nhưng mà bây giờ ùn đến 200, hơn 200 thì là phải chờ đến lượt. Một số lái xe phản ánh sở dĩ bức xúc là do đã chờ nhiều ngày nhưng không lấy được số thứ tự đăng kiểm xe. Có những trường hợp thậm chí trắng đêm 2-3 ngày liền xếp xe để chờ tới lượt.
Tôi thì không đánh giá gì về đăng kiểm, nhưng mà vì các trạm đóng cửa hết nên là mọi người dân chỉ có dồn vào những cái trạm đang hoạt động để đăng kiểm. Bây giờ mà chờ đăng kiểm này thì đúng là nó cũng sốt ruột thật, bởi vì là nó Tết đến nơi rồi. Đấy, cái thứ hai là xe, lượng xe này thì nó đông quá. Đấy, và các trạm thì lại ngừng hoạt động nhiều. Cho nên bây giờ ở đây chỉ có mỗi trạm này, cho nên là đông thì tất nhiên là chúng tôi cũng rất là thông cảm, bởi vì không ai muốn là cái sự việc nó như thế này đâu. Bây giờ là chúng tôi cũng có cái phương án là chúng tôi đã phát số cho khách hàng và phát trước mấy ngày đấy. Tôi sẽ đảm bảo là cái theo thứ tự để đảm bảo công bằng, là người trước đến trước, người sau đến sau. Tuy nhiên là có những trường hợp mà có những khách hàng người ta cũng không hiểu rõ, nên là người ta cũng có những cái bức xúc của riêng người ta. Thì cái đấy cũng là thông cảm với khách hàng, là lúc này thì ai cũng là tâm lý là mong là mình sắp Tết rồi, mình được đăng kiểm. Cũng theo ông Trung, hiện trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2930S có 2 dây chuyền làm việc. Theo công suất thiết kế, mỗi dây chuyền chỉ kiểm định được 80 phương tiện một ngày. Dù đã tăng thời gian làm việc nhưng cũng chỉ đạt được khoảng 200 phương tiện một ngày. Từ trước nay là chúng tôi cũng vẫn phải đảm bảo cái quy trình làm việc. Thế nhưng mà thực sự là khi mà anh em mọi người như thế thì đúng là anh em làm thì cũng tâm lý là cũng hoang mang này, cũng có chút gì đấy mà cảm thấy là mình cảm thấy lo lắng. Còn không phải chỉ là vì áp lực công việc, mà vì cả rất là mọi việc nó đang dồn vào cái ngành, cái công việc đăng kiểm này. Khuyến cáo là hết là chủ xe có thể kiểm tra đầu tiên là cái giấy tờ kiểm định, giấy tờ khi trước khi vào kiểm định của mình gồm có đăng ký xe, đăng ký hoặc là giấy biên nhận thế chấp của ngân hàng còn hiệu lực. Chẳng hạn rất nhiều trường hợp là khách xếp hàng vào đến ở tận ngoài mà chúng tôi không kịp để kiểm tra giấy tờ hồ sơ kiểm định trước, thì lúc vào lại xe chẳng hạn như là quên không ai đăng ký, hoặc là giấy biên nhận thế chấp của ngân hàng hết hiệu lực lại phải quay về làm, rất mất công xếp hàng. Thêm nữa là có thể check ở các trang thông tin đại chúng của Bộ Công an và được áp phạt nguội, rất nhiều xe cũng bị phạt nguội, đấy cũng là một cái lỗi để từ chối đăng kiểm luôn. Trước tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phải đề nghị công an cho phép các trung tâm đăng kiểm đang bị điều tra được hoạt động trở lại để giải quyết ách tắc. Cục này cũng giải thích khi tăng số đơn vị kiểm định sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc, chờ đợi thời gian qua. Việc này không ảnh hưởng đến quá trình điều tra vì hệ thống máy tính cũ vẫn giữ nguyên để phục vụ công tác điều tra. Cơ sở đăng kiểm sẽ trang bị máy tính mới. Đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ mới cũng sẽ được bổ sung để các đơn vị tái hoạt động nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của người dân trước và sau Tết Nguyên đán. Hiện hoạt động kiểm định xe cơ giới đã được siết chặt và những chiếc xe có tuổi đời cao hơn 10 năm tuổi luôn trong tình trạng chật vật khi đăng kiểm vì nhiều lỗi không thể tránh khỏi. Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 20C21715 nhìn qua thì còn khá mới, nhưng hiện đã có hơn 12 năm tuổi đời hoạt động. Dù trước khi đưa phương tiện đi đăng kiểm, anh Nguyễn Công Minh ở Thái Nguyên đã chi khá nhiều tiền để sửa chữa, bảo dưỡng xe, nhưng vẫn phải mất tới 3 lần kiểm định thì mới đạt yêu cầu. Xe của tôi đăng kiểm 3 ngày rồi, vì xe tải chở hàng nặng, đâm ra là nó có vài vấn đề cần khắc phục, phải khắc phục lại được đạt. Các cái lỗi chủ yếu là gì thế? Lỗi chủ yếu là thứ nhất là ốc ca đăng, nhất là mình dơ dão, là mình lỏng, rồi là vành bánh là ấy, còn mà bị nứt nhất là hàn là không được, thì đến các anh cũng phải về để chỉnh sửa lại. Hay như chiếc xe 4 chỗ mang biển kiểm soát 30A08132 hiện chỉ có giá vài chục triệu. Thông tin từ chủ xe cho biết, đời xe năm 2007, tức tính ra đã có tới 16 năm vận hành. Dù đã 2 lần khắc phục, nhưng chiếc xe vẫn chưa đạt kiểm định. Gần 10 lần.
Bị lỗi khí thải vì như này lọc gió biết vệ sinh phanh chứ. Nhưng mà bây giờ thì lỗi thì phải sửa thôi, nhưng mà chắc nó vất vả, mấy hôm nó vất vả, đi lại vất vả tí. Theo các trung tâm đăng kiểm, tình trạng xe không đạt hiện chiếm tỷ lệ khá cao, nhất là đối với xe tải. Có nhiều phương tiện kiểm định 3-4 lần mới đạt. Thống kê cũng cho thấy các lỗi chủ yếu thường liên quan tới hệ thống lái, phanh, khí thải. Thực ra thì cái lượng phương tiện không đạt có tăng so với trước đây. Thì nó rơi vào khoảng 15-20%. Bây giờ thì cũng khuyến cáo với lại lái chủ xe thì trước khi đăng kiểm thì bảo dưỡng sửa chữa xe là trước kỹ càng rồi đến, tránh trường hợp là cứ ra vào nhiều lần. Do những cái xe mà không đạt yêu cầu còn rất là nhiều, cho nên là mỗi một xe ngày xưa thì mỗi một xe phải kiểm định 2-3 lần thì mới đạt được. Đấy. Cho nên là lưu lượng nó không thể tăng được trên một dây chuyền. Hay tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1406D tỉnh Quảng Ninh, chiếc xe bán tải 14C06608 dù kiểm định lần thứ 3 trong ngày nhưng vẫn không đạt tiêu chuẩn về phanh. Trong tổng số 4 phanh của xe thì có một phanh không đạt tới 35%. Chủ phương tiện và lãnh đạo trung tâm đăng kiểm đã xảy ra tranh cãi. Sáng đi rất sớm, hơn 7 giờ đã xem nốt đây rồi. Trước đi xe kiểm định thì cũng chỉnh phanh, chỉnh pháo cũng đàng hoàng đầy đủ. Không biết đến tầm giờ 2 lần chỉnh phanh lại rồi là lần thứ 3. Không biết lần này có được hay không, hiện tại xe vẫn ở kia. Giờ đi sửa ở hãng nhá. Dạ. Lấy tờ sửa chữa, đảm ở nhà. Mang tới đây, còn bên đến đây không được, có thể các anh với hãng giải quyết thế nào. Anh ơi, bây giờ bọn em kiểm tra thực tế xe của mình. Tại thời điểm kiểm tra, phanh của anh không đạt. Chỉ một bánh thôi, 3 bánh kia của anh là tốt. Bây giờ bọn em đã hướng dẫn cho anh là anh đi sửa. Bây giờ anh ra, anh bảo là thợ của anh sửa. Nhưng mà thợ của anh sửa liệu có được hay không? Vấn đề là quá trình... Không khi nào anh kiểm tra cái máy của anh đâu. Nếu như máy của em có vấn đề gì đó thì các bánh xe khác người ta đã báo và các xe khác đã đặt. Anh nhớ, thứ nhất là thợ của anh có đủ trình độ để kiểm tra không, để sửa không. Cái thứ hai nữa là các vật tư thay thế phụ tùng của mình có kiểm tra không. Một cái phanh xe của anh có rất nhiều vấn đề về bánh xe đấy. Bây giờ em đi sửa em mất tiền chứ chả nhẽ lại gây phiền hà, thì gọi ông trưởng với lại thợ đến đây để cãi nhau anh thì nó hơi phiền hà. Vấn đề không cãi nhau cả, ở đây là nó đo bằng máy anh nhé. Về các xe lỗi không đạt ấy, thì nó nằm nhiều rất nhiều các hạng mục, ví dụ như là khí thải không đạt này, phanh không đạt. Ê, như vừa nãy các anh cũng đã thấy là xe vừa rồi của bác vừa rồi là có một bánh không đạt, phanh lệch 35%. Thế thì cái này thì đã sáng nay cũng đã hướng dẫn cho bác ấy rồi và cho bác ấy đi sửa và kiểm tra, nhưng mà đi sửa về rồi vẫn không được thì lại hướng dẫn cho chủ xe đi sửa tiếp. Cũng theo ông Hùng, sau khi hoạt động kiểm định xe được siết chặt, tỷ lệ phương tiện không đạt chuẩn khá cao, dao động hàng ngày lên tới 15-16%. Các lỗi chủ yếu đều liên quan tới hệ thống phanh, lái, lốp, khí thải. Hiện tại thì vẫn vậy thôi anh ạ. 15 trên 15%, 20%. Thì cái lượng xe không đạt thì nó vẫn duy trì như vậy. Cái xe nào không đạt thì vẫn là ghi nhận không đạt anh ạ. Thì nói chung là các đồng chí là làm rất là nghiêm túc, xếp hàng thứ tự, lấy số, không chen lấn và đến đâu là vào đến đó. Thế và nếu chiếc xe mà không đảm bảo kỹ thuật thì được đăng kiểm viên nhắc nhở và đây ghi phiếu để mà thực hiện. Nếu mà anh sửa xong quay lại phải kiểm tra được thì mới cho ra, còn nếu không thì lại phải về làm lại. Đáng chú ý, sau khi xảy ra tiêu cực đăng kiểm thì hoạt động đăng kiểm xe cơ giới ở một số địa phương vẫn xảy ra những vấn đề tồn tại. Như tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903B, Hà Nội, trực tiếp ghi nhận. Vào sáng ngày 5 tháng 1, các nhân viên kiểm định xe không đeo thẻ biển hiệu khi làm nhiệm vụ. Theo quy định là buộc phải đeo thẻ có ký hiệu riêng, thế nhưng ngay tại trung tâm này, dường như lại không thực hiện quy định trên,
và khiến dư luận phải đặt ra những câu hỏi. Thì cái việc của bên ngành bên đấy thôi, chứ còn bác đây là bác khách hàng thôi. Nó có thể do quy định hoặc là do cái số thẻ nó đi, do cái loại đặc thù của bên này thôi, chứ còn bác không quan tâm cái việc. Mỗi ngành nó một nghề, nó một cái quần áo có số hiệu khác nhau. Hay như tại Thanh Hóa, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3606D vào ngày 6 tháng 2 năm 2023, những chiếc xe được ghi nhận có nhiều điểm bất thường nhưng vẫn được đưa vào đây để kiểm định. Như chiếc xe 30X7736 được độ đèn, thậm chí lắp cả đèn chiếu sáng ngược. Những vi phạm này được chủ xe khá xem nhẹ. Thì bây giờ nếu mà các anh bắt em tháo thì em tháo ra thôi, chứ chả có gì cả. Anh em chủ yếu là đi hai cái đèn chính đây. Nhà thừa tiền thế sao mà lắp? Không ạ. Không ạ, không ạ. Theo quy định thế này đâu được lắp đâu. Vâng. Nên là chạy rất là chói mắt đối với người đối diện. Vì em không bật, em chỉ đi mỗi hai cái đèn pha của hắn thôi. Em cái đèn em không đụng đến hắn. Hay vào lúc 9:30 ngày 3 tháng 2 năm 2023, phóng viên VTC14 có mặt tại trung tâm này và không báo trước, phát hiện chiếc xe mang biển kiểm soát 36C26564 được độ lại đèn phanh, thậm chí lắp cả đèn chiếu sáng ngược. Còn ngay sau đó, chiếc xe mang biển kiểm soát 36C26972 cũng đã được cấp tem kiểm định với tình trạng đèn sau xe bị nứt, vỡ như thế này. Phó giám đốc phụ trách trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3606D là ông Dương Văn Thông đã thừa nhận bằng việc bào chữa có tạo điều kiện. Hai cái đèn hậu không anh đổi bánh tem này là nó nứt, gọi là nứt cái mặt kính này không thể nứt được. Làm việc với lãnh đạo trung tâm, với trách nhiệm là người đứng đầu, ông Thông thản nhiên đổ trách nhiệm cho cấp dưới. Đèn chiếu sáng ngược thì có thể là một số cái mà ở các cái xe, có thể là anh em trong quá trình làm không ai có thể sót, thì cái này chúng tôi sẽ quán triệt lại và rút kinh nghiệm. Những vấn đề tồn tại bất cập nêu trên cũng là thực tế mà trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ rõ. Thậm chí có những lãnh đạo đăng kiểm mới chỉ học hết lớp 3, không biết viết là một thực tế rất đau lòng, không thể chối cãi. Thì khi bị bắt vào, cơ quan điều tra đề nghị là viết khai thì không viết được, không biết chữ, không viết và không đọc được. Hỏi lại khai thì là học đến lớp 3 cách đây 50 năm. Mà lên làm giám đốc kiểm định. Có lẽ phải rất lâu nữa, ngành đăng kiểm mới có thể trở lại hoạt động bình thường. Không những vậy, nếu không có những giải pháp triệt để hơn, hay nói đúng hơn là cải tổ triệt để trong hệ thống quản lý, thì câu chuyện đánh trống bỏ rùi là khó tránh.